Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với TopKVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Venue phiên bản đặc biệt, một chiếc xe gầm cao 5 chỗ ngồi phân khúc cỡ A. Tại thời điểm này có thể nói là tầm tiền giá rất tốt, rất đáng để mọi người quan tâm và chú ý quý anh chị các bạn ạ. Hyundai Venue là một chiếc xe mà mới đây thôi, bên phía nhà máy, bên phía đại lý đã hạ mức giá niêm yết của chiếc xe này rất sâu. Phiên bản đặc biệt là phiên bản đầy đủ option nhất, là một cái phiên bản cũng được rất nhiều người quan tâm. Thời điểm trước thì mức giá niêm yết đề xuất của nó là 579 triệu, nhưng bây giờ giá niêm yết mới nhá, có 539 triệu đồng thôi quý chị các bạn ạ. Đó là mức giá niêm yết mới, và tại đại lý của mình lại còn giảm thêm về tiền mặt nữa. Đại lý hiện tại chỉ bán với mức giá là 521 triệu đồng cho phiên bản đặc biệt này thôi. Đây cũng là phiên bản sản xuất lắp ráp tại thị trường Việt Nam, có nghĩa rằng nếu như mà sắp tới đây xe lắp ráp được ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ thì phiên bản này nó cũng được giảm quý chị các bạn nhé. Đâu đó chúng ta cũng tiết kiệm được khoảng tầm 34 triệu đồng, ví dụ như là ở Hà Nội quý chị các bạn ạ. Bản này 521 triệu, nếu bây giờ chúng ta không chờ thuế chúng ta đi đăng ký luôn ra biển luôn nhé. Ở tỉnh của nó là 582 triệu, ở Hà Nội là 613 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 602 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 582, ở Hà Nội là 613 và thành phố Hồ Chí Minh là 602. Thế còn nếu mà chúng ta chờ ưu đãi giảm thuế mới đi đăng ký đấy thì ở tỉnh của nó chỉ còn lại nhá 553 triệu. Thế còn ở Hà Nội chỉ còn lại là 579 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 573 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 553, ở Hà Nội là 579 và thành phố Hồ Chí Minh là 573. Đó là cái mức giá của phiên bản đặc biệt này theo cái hai cái phương án mình cập nhật rất là rõ ràng. Vậy thì nhân tiện video này, trước mắt của các bạn đó là bản đặc biệt 1.0 turbo màu đỏ luôn. Mình xin phép là giới thiệu nhanh qua luôn nhé, những option, những trang bị, những tính năng an toàn và tiện ích dành đến những khách hàng lần đầu tìm hiểu, để chúng ta xem xét rằng với mức giá giảm sâu mới nhất như thế này, lựa chọn bản đầy đủ option này có ok hay không nhé. Đầu tiên về phần ngoại thất của xe thì bao giờ chúng ta cũng chú ý tới cái phần mặt ca lăng. Ca lăng của nó thì nhìn cũng rất là vuông vức, thể thao và khỏe khoắn đúng không ạ? Với những chi tiết được nổi khối, được bọc một cái chrome nhám của chị các bạn ạ, nhìn cũng rất là hay, sang trọng. Cái phần công nghệ đèn thì sao? Lên cái phiên bản đặc biệt này thì đèn pha cốt của nó là dạng bi LED rồi, và bao viền xung quanh cái đèn này nó là cái giải LED định vị ban ngày quý các bạn ạ. Bản tiêu chuẩn ấy thì nó chỉ là đèn halogen, nhưng bản lên bản đặc biệt này nó là đèn LED rồi. Cái thanh cản trước thì được sơn nhựa sần màu bạc anh chị nhé. Cái đèn xi nhan thì mình cũng đang bật để anh chị chúng ta có thể biết được quý các bạn ạ. Đấy, đây là phiên bản đặc biệt, bản đầy đủ option nhất. Giá này thì hiện tại nó đang là tốt, gần như là bậc nhất ở phân khúc cỡ A này rồi. Cái la răng của nó đây, la răng kích thước thì là 16 inch anh chị nhá, và nhìn rất là khỏe. Có cảm biến áp suất lốp này, có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có cả hỗ trợ khởi hành ngang dốc, có cả cảm biến áp suất lốp luôn anh chị ạ. La răng thì dù là bản tiêu chuẩn hay là bản đặc biệt thì nó giống nhau thôi. Cơ bản thì mình cũng rất là khá là ưng cái kiểu mặt la răng như thế này, nhìn nó rất là khỏe quý các bạn ạ. Cái phần gương chiếu hậu thì được sơn cùng màu thân xe, gương gập điện chỉnh điện và có tích hợp xi nhan trên gương quý các bạn nhé. Đấy. Phần tay nắm cửa thì sao? Nó cũng được ốp mạ chrome rồi, và cả cửa chính và cả cửa phụ của nó đều có nút mở chìa khóa thông minh Smart Key ở đây. Chúng ta chỉ cần đeo chìa khóa bên người thôi, đóng mở khóa cửa thông qua cái nút bấm đấy. Đó là về cái phần sườn xe. Thế còn sang cái phần đuôi sau này thì chúng ta sẽ quan tâm tới cái giải đèn LED đúng không ạ? Đây là mình cũng đang bật đèn rồi để anh chị chúng ta có thể nhìn được. Cái xu hướng mới của những dòng xe của bên phía Hyundai nhé, sẽ có một cái giải LED chạy ngang cái phần xe này quý các bạn ạ. Cái phần đèn hậu phía sau này cũng vậy thôi, nhìn nó cũng rất là sang trọng đúng không ạ. Hầu hết ví dụ như là những cái chiếc xe mới ra mắt gần đây này đều có cái kiểu đèn LED chạy ngang như thế này. Đấy, mình cũng đang bật cái đèn xi nhan để chị chúng ta có thể nắm được. Đây là chữ Venue được ốp mạ chrome này. Ở bên dưới này thì có camera lùi tích hợp sẵn theo xe nhé. Đấy, bản này thì cũng có cả cảm biến lùi rồi anh chị ạ. Đây là cái cảm biến lùi này, cam lùi này. Thế còn không gian cốp bên trong của nó như thế này. Cốp của nó thì hiện tại ở phân khúc cỡ A thì nó là vừa dùng thôi, nó cạnh tranh với cả Sonet, cạnh tranh với cả Toyota Ray mà, cho nên là đòi hỏi nó rộng rãi thoải mái thì nó rất là khó của các bạn ạ. Nhưng với mình như này là cũng ok rồi. Thực tế là cũng có phải lúc nào chúng ta cũng cần một cái không gian cốp rộng rãi lắm đâu đúng không ạ, thỉnh thoảng mới để đồ một lần. Cái ốp cản sau của nó đây cũng là nhựa sơn màu bạc anh chị nhé. Dung tích tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì cung đường kết hợp của nó là 5,77 lít, cung đường trong đô thị của nó là 7,37 lít, và ngoài đô thị của nó là 4,85 lít. Cái dòng xe Venue này thì nó sử dụng là máy 1.5 turbo anh chị ạ, và nó sử dụng là hộp số liên hợp kép 7 cấp số, đi ra vào số rất là mượt anh chị nhé.
anten dạng vây cá rồi, và nó cũng có một cái thanh giá nóc ở bên trên, nhìn nó thể thao hơn anh chị nhé. Cái thanh giá nóc này nó cũng là sự khác biệt so với cả phiên bản tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn này thì không có thanh giá nóc, bản tiêu chuẩn thì là chỉ đèn halogen thôi, nhưng mà lên phiên bản đặc biệt này thì nó là dạng đèn led rồi đấy. Tiếp theo nữa là vào bên trong không gian nội thất bên trong của phiên bản đặc biệt này thì cơ bản nó sẽ là hoàn toàn là màu đen anh chị nhé. Ghế đen, tablo đen, vô lăng đen. Bản đặc biệt này thì chúng ta có cửa sổ trời anh chị ạ. Đó cũng là sự khác biệt so với cả cái phiên bản tiêu chuẩn. Bản đặc biệt này chúng ta sẽ có 6 túi khí nhá. Bản tiêu chuẩn thì có 2 túi khí thôi, chênh nhau 40 triệu mà có ghế da, có 6 túi khí, có cửa sổ trời, có đèn led anh chị ạ, có cruise control. Đây này, cái ghế của nó này da pha nỉ, cái vỉa ngoài, cái má ngoài của nó thì là bọc da, nhưng bên lòng trong của nó là nỉ. Nhưng mà cái chất liệu nỉ của cái dòng xe Venue này mình sờ chạm cảm giác rất là ok, nó rất là đanh của các bạn ạ. Cảm giác nó cũng rất là bền đấy, nó không bị keo co giãn nhiều đâu anh chị ạ. Vô lăng thì phiên bản đặc biệt này là bọc da ba chấu nhá. Đấy, có điều chuyển âm lượng, có điều chuyển kênh rồi, và có cả đàm thoại rảnh tay nữa, và có cả cruise control, tính năng ga tự động đi đường trường đường dài chúng ta cũng rất là cần thiết quý các bạn ạ. Bản này thì có 6 túi khí nhá. Bản tiêu chuẩn thì có 2 thôi. Đấy, nó cũng chênh nhau 40 triệu. Khi mà chênh nhau những cái option mà mình vừa kể mình nghĩ cũng rất là chuẩn rồi. Nếu mà nên được bản đặc biệt này thì ok. Đây này, đèn pha của nó đây. Cụm điều chỉnh đèn pha cốt của nó là có tính năng auto tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng anh chị ạ. Đấy, mình đang bật ở chế độ auto, chúng ta có thể để chế độ auto này chúng ta đi. Ví dụ mà trời tối thì nó sẽ tự động bật sáng, mà trời sáng thì nó sẽ tự động tắt đi quý các bạn ạ. Cái cửa gió điều hòa vị trí người lái đây, rồi là bên dưới này là cái nút tắt bật về cái hệ thống chống trơn trượt của xe. Ví dụ như là chúng ta muốn drift ấy thì chúng ta hãy tắt đi thì mới drift được quý các bạn ạ. Tiếp theo nữa là một cái màn hình giải trí ở đây. Màn hình giải trí của xe đây, màn hình giải trí 8 inch quý các bạn nhé. Có kết nối Apple CarPlay, Android Auto được. Và có map này, có radio kết nối Bluetooth này. Đấy, nghe đài radio thoải mái luôn. Cái cửa gió điều hòa vị trí trung tâm này. Đấy. Tiếp theo nữa là hệ thống điều hòa bên dưới này. Đây là nút cảnh báo nhé. Cảnh báo ví dụ như là chúng ta cảnh báo nguy hiểm ấy. Cái hệ thống điều hòa này, quạt gió này, rồi là hướng gió thổi này, rồi là hệ thống điều hòa của nó là auto rồi anh chị nhá, có auto tự động rồi. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ ở đấy. Tiếp theo nữa là ở bên dưới này có một cái cổng sạc USB này, một cổng sạc 12V này và một cái cổng sạc Type C. Đấy, chúng ta có thể có cổng USB và cổng Type C luôn. Thế cổng 12V thì thường chúng ta để kết nối với cái camera hành trình. Đấy, cần đi số của nó rất là chắc số nhá anh chị nhá. Các chế độ lái đây, drive mode của các bạn ạ. Hộp số ly hợp kép đi cũng rất là mượt. Ở đây thì chúng ta có phanh tay cơ này, có bệ tì tay cũng là bọc da rồi. Và tóm lại là chiếc xe này thì về cơ bản thì nếu mà chúng ta thích thì chúng ta đi gia đình mà chúng ta không thường xuyên có trẻ con ấy thì nên bọc cho nó một cái bộ ghế da. Chứ còn không thì cũng để nguyên đi một thời gian, thì nếu mà chúng ta thấy cái gì mà chúng ta cần thiết bọc thì chúng ta bọc, chúng ta làm thì chúng ta làm quý các bạn ạ. Đấy là hàng ghế thứ nhất. Cái cảm quan về cái không gian bên trong của Hyundai Venue mình cũng thấy rất là ok nhá. Chúng ta phải tính rằng đây là một chiếc xe cỡ A, cho nên là cũng rất là ok trong cái tầm tiền như thế này. Đặc biệt là vừa giảm giá rất là sâu. Đấy, lên xuống kính này, vị trí người lái sẽ là auto tự động một chạm ở cái phần tabli cửa này. Đóng mở khóa cửa, cụ cương điện quý các bạn ạ. Đây là nút cụ cương điện nhá. Đấy. Rồi là điều chỉnh mặt gương, điều chỉnh mặt gương cũng là điều chỉnh mặt gương điện rồi. Cái tabli cửa của nó đây thì cũng được bọc da rồi. Hàng ghế thứ hai đây, nhiều người sẽ quan tâm cái độ ngả lưng, rồi là khoảng cách từ đầu gối đến hàng ghế phía trước thì là ở mức bình thường quý các bạn ạ. Rộng mà đòi hỏi mỗi chiếc xe ở trong phân khúc cỡ A thì rất là khó, nhưng mà ở mức ok chấp nhận được thì chiếc xe này hay là Kia Sonet hay là Toyota Ray mình thấy là khá là ok quý các bạn ạ. Đặc biệt là chiếc Ray và chiếc xe Venue này. Đấy, có cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai nhá. Đấy, cái việc mà luân chuyển cái không khí lạnh nó sẽ nhanh hơn cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai này. Đó là những cái cơ bản nhất mà mình giới thiệu về Hyundai Venue phiên bản đặc biệt. Chiếc xe đang được rất nhiều người quan tâm chú ý, thích đi gầm cao, thích tầm giá phù hợp nhất ở phân khúc này. Thích một cái chiếc xe mình nghĩ rằng kiểu dáng thiết kế của nó chúng ta cũng không quá là lăn tăn thì hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhiều quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhiều quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam để có thể qua xem xe trực tiếp, lái thử, cảm nhận thực tế và quyết định cho nó dễ quý vị các bạn ạ. Và nhân tiện cái video này,
những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.